Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy xông tinh dầu công suất lớn iPhone 6. Đây là mặt trước của máy này. Đây là mặt sau của máy. Ở đây mình đang có hai con, là con màu trắng và con màu đen. Đây là phía trên máy. Màn hình LED LCD. Đầu tiên thì mọi người cắm điện vào nhé. Đó, máy kêu tít một cái. Đó, tiếp theo là mọi người lấy cái chìa khóa mà máy đi kèm, mở ra để thay cái lọ tinh dầu. Đó, lấy lọ tinh dầu ra. Đây. Cho tinh dầu vào. Tiếp theo là mọi người đổ tinh dầu vào rồi mọi người sẽ nhét vào trong này. Nhét lọ tinh dầu vào. Xoáy lại. Đóng lại cửa. Công tắc lên này, đang ở off này, bật lên on này. Đó. Khi cắm điện vào thì màn hình sẽ hiển thị như này. Lúc nào cũng sẽ có nút khóa này. Mọi người sẽ muốn chỉnh lại thì phải tắt cái khóa đi. Mọi người sẽ phải giữ vào, đúng Enter. Đó, mất biểu tượng khóa. Bây giờ đầu tiên là khi nhận máy về chúng ta phải xét thời gian thực. Xét thời gian thực bấm nút back này. Mình sẽ tăng thời gian. Hiện tại thì đang là 16:39. Đây, 16 giờ này. Đó, mình bấm Enter nhé. Sẽ nhảy sang cái phút 39 này. Ok, Enter này. Đây là chỉnh thứ ngày tháng, này là thứ hai. Ok rồi, Enter. Đó, máy sẽ đang chạy này. Mình sẽ phải chỉnh là thời gian bắt đầu phun trong ngày, thời gian kết thúc phun trong ngày, và trong cái chu kỳ phun đấy nó sẽ phun bao nhiêu giây nó dừng, và dừng bao nhiêu giây nó lại phun tiếp, thì nó sẽ bấm vào set này. Mở khóa đã, bấm vào set này. Mình sẽ chọn cái thứ ngày tháng nó phun này. Ở đây là đang chọn từ thứ hai đến thứ sáu, hoặc là thứ hai đến chủ nhật này, là cả tuần, mình để cả tuần nhá. Bấm set tiếp. Đây là mình đang cài cho mode 1. Thời gian hiện tại nó đang hiện này là thời gian bắt đầu phun. Mình muốn để là 6 giờ bắt đầu phun đi. Bấm Enter. Cái phút thì mình không cài luôn. Hiện thời gian này là thời gian kết thúc. Mình muốn để 18:30 đi. Enter này. Đây, cài 18:30, bấm Enter. Hiện hai cái dòng này, đây là thời gian mà trong cái khoảng đấy nó sẽ phun này, nó sẽ phun. Mình để ví dụ phòng tùy vào phòng nhé. Ở đây mình đang để phun 150 giây và nghỉ. Tiếp theo bấm Enter này, sang thời gian nghỉ. Đây là thời gian phun và đây là thời gian nghỉ. Nghỉ thì mình để nghỉ 700 giây. Với các cái khu ví dụ như là sảnh khách sạn thì có thể để nhiều hơn. Đây, để 740 giây. Enter. Đây là xác nhận về thời gian bắt đầu. Thời gian kết thúc. Ok. Nếu mà muốn máy hoạt động luôn thì mọi người, một là mọi người để không tầm một thời gian nó sẽ bắt đầu chạy, hoặc là mọi người bấm set này. Bấm đủ hết 4 cái mode. Đó, nó bắt đầu full. Đây là hiện là đang quạt full và đây là hơi đang full nha. Bên cạnh đấy, khi mà mình muốn chỉnh các cái mode khác, mình bấm set này, mở khóa đã, bấm set này, enter, set tiếp. Đấy, mình sẽ chỉnh mode 2 hoặc là mode 3 hoặc là mode 4 y hệt như kia. Đó, đây là máy đang full.